Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Hôm nay kênh ô tô cũ Mê Linh xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn 4 mẫu xe, đó là hai con xà bắc và một con Kia Morning cùng gồm một con Ghét. Trong đó có hai con xe nhập khẩu, đó là con Ghét và con Kia Morning 207 số sàn, và hai con xà bắc này, đó là một con 209 và một con 211, đó là những là phiên bản sản xuất và lắp ráp tại thị trường Việt Nam do công ty GM sản xuất. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn để không là phụ lòng mong mỏi của quý vị và các bạn trong những dịp xuân mới này. Và chúng tôi có khai trương sẽ mở hàng và một cửa hàng mới của chúng tôi tại Củ Chi, và chúng tôi sẽ bán những chiếc xe như vậy, như thế này, có mặt tại Củ Chi để cho quý vị và các bạn ở phía Nam có nhu cầu mua những chiếc xe này. Thì tất cả quý khách hàng, bạn hàng gần xa, các bạn có nhu cầu mua những chiếc xe như trên thì các bạn trong dịp xuân mới năm 2020, trong dịp xuân mới là cuối tháng 2 ta này, bên mình sẽ vào xe và bên mình sẽ có những chiếc xe đặt tại Củ Chi để bán cho quý vị và các bạn, để cho các bạn đỡ phải đi xa các bạn nhé. Đấy là vì năm vừa rồi mình bán rất nhiều xe vào trong những địa bàn như vậy, bên mình còn rất nhiều những dòng xe để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Và hôm nay mình làm chi tiết cụ thể về con video về con Kia Morning này, và mình sẽ làm vào con xà bắc này. Còn con xà bắc 211 này hôm trước mình đã làm video rồi các bạn nhé, mình đã lên làm video và đã có video. Bạn nào chưa xem thì các bạn vào xem. Cái giá con này thì mình treo là 107 triệu, bao rút hồ sơ này. Đấy, con này các bạn nhé. Kia còn con Ghét nhập khẩu 209, xe rất là đẹp. Và đây là con Kia Morning đời 207 bản số sàn, nhập khẩu Hàn Quốc các bạn nhé. Xe tư nhân chính chủ và của nó đăng kiểm đến tháng 8 2020. Xe không hề lỗi một chút nào cả, các bạn quan sát đây, kể có hơi vết xước sát ở riêng mép đèn. Đấy là một chiếc xe chủ người ta đang đi, nó rất còn đẹp. Riêng về bản nhập khẩu thì các bạn yên tâm. Các bạn phía Nam có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ bên mình. Và bên mình có một chi nhánh tại Củ Chi, và sẽ có người đại diện bán hàng tại đấy, và mình cũng là bán hàng trong đấy luôn, mình chạy đi chạy lại. Và các bạn có liên hệ hay qua số điện thoại của mình, và mình sẽ có chi nhánh trong đấy để giao tiếp và giao dịch xe. Bạn kể cả các bạn mua ngoài này, mình chuyển vào đúng như địa bàn trong đấy, các bạn nó sẵn nhận xe các bạn nhé. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi chi tiết về con Kia Morning nhập khẩu bản nhập khẩu SLX của Hàn Quốc về Việt Nam năm 2007 và cũng đăng ký 2007. Vì con xe này xe nhập mới các bạn nhé, chứ không phải xe bãi. Đấy, nó đã sản xuất năm nào và nhập năm nào và đăng ký năm đấy này. Và kính thưa quý vị và các bạn, đây là một phiên bản nhập khẩu Hàn Quốc, nó là một phiên bản đủ. Nó đủ tại sao? Nó có túi khí. Có túi khí và khóa kiển điều khiển theo xe, và có đèn gầm các bạn nhé. Đấy là bản đủ, có gạt mưa sau. Đây một chiếc xe rất đẹp này, được chủ nhân độ rất nhiều. Thứ nhất là đầu màn cam lùi, thứ hai là bóng đèn xê lông ba lát các bạn nhé, hệ thống đèn xê lông ba lát rất sáng, và đèn gầm theo xe của nó này. Đèn của nó là đèn thể hiện là đèn hình thang, cái mặt ga lăng của nó rất đẹp. Các bạn quan sát này, cái phía trước của đèn thì nhìn rất là đẹp, của xe nó cũng rất vuông vắn và đẹp này, tượng trưng của dòng sản xuất 2007. Đây là phiên bản cuối cùng của cái form 207 để nó lên form 2208 là form đèn tròn nhé các bạn, nó lên form 208 đèn tròn. Của dòng này nó được trang bị cả la răng đúc và lẹp chân kính, đó là bản đủ. Lẹp chân kính các bạn quan sát này, nó là có cả lẹp chân kính mạ. Đấy là một phiên bản đủ, phiên bản đủ nó đủ như thế này. Và nó được trang bị này, các bạn quan sát này, có đăng kiểm của nó tháng 8 2020, vẫn rất đẹp này. Các bạn quan sát rồi, xe vuông vắn đẹp đẽ, sơn si sạch đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy, mình xin giới thiệu với các bạn là đằng sau của xe này, xe được trang bị là cam lùi, và các bạn quan sát này, đằng sau của xe này rất đẹp này. Hai cặp đèn zin. Và đặc thù của cái dòng xe này đó là form 207, và từ 204 cho đến 207 của nó là form đèn nó đèn hình thang các bạn nhé. Kể đằng trước đây thôi, kiểu như 4 bậc này, các bạn quan sát này, 4 bậc hình thang. Đấy là đặc trưng của cái dòng nhập khẩu 207 như này. Rất đẹp, xăng ăn rất ít. Dòng này là máy, các bạn quan sát là máy 1 chấm các bạn nhé. Dòng máy 1 chấm cho nên xăng nó ăn rất ít, tiêu thụ nhiên liệu rất ít, chúng ta đi thì rất tiết kiệm nhiên liệu những dòng này. Tem nhập khẩu của nó này. Đấy, xin mời các bạn quan sát này.
xe biển thành phố các bạn nhé. Và đây xin mời các bạn chúng ta quan sát phần sơn, cũng như là phần quan sát phần sơn và phần cua lốp cũng như phần gầm của xe. Cua lốp của nó tuyệt vời đẹp luôn, một chiếc xe đẹp này các bạn này. Cua lốp của nó vẫn còn này, gầm không mục mọt một chút nào các bạn nhé. Bốn quả lốp còn tới 70% lốp các bạn nhé, 70% lốp nữa. La răng của nó la răng đúc theo xe, đây là một hãng la răng đúc theo xe các bạn nhé, rất tuyệt vời. Bản đủ khóa khiển rồi các thứ đầy đủ hết. Xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần ba bô lê, phần gầm của xe. Một chiếc xe vẫn còn zin nữa các bạn này, nó còn lớp sơn sần của nó này, sơn sần và phần ba bô lê cũng như là phần đinh đố để chạy thẳng từ trước sang sau của xe, nó còn thẳng tưng các bạn nhé, nó còn rất thẳng này. Và các bạn quan sát này, sơn của nó rất đều và đẹp này, rất đều và đẹp. Đời 2007 đi được như này rất tuyệt vời. Và tem của nó này, tem nhập khẩu của nó còn nguyên các bạn nhé. Và xin mời các bạn quan sát phần cua lốp của nó bên phụ này. Đây là phần bên phụ, bên phụ các bạn nhé, phần bên phụ này. Xe nó rất đẹp và cứng cáp này. Sơn của nó các bạn quan sát này, sơn bóng loáng không trời xước, sơn bóng loáng không trời xước. Và xin mời các bạn quan sát, chúng ta quan sát đến phần ba bô lê của em nó bên phụ này. Ba bô lê của em lên bên phụ rất đẹp, cứng cáp tuyệt vời luôn. Đấy là mình đã giới thiệu cho các bạn sơ lược về phần bên ngoài của xe. Bên ngoài của xe, đấy là bên ngoài mình đã giới thiệu cho các bạn ở phần bên ngoài. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần ngoại thất cũng như là phần nội thất của xe, và cũng như là phần máy móc của xe. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần keo chỉ cũng như là nội thất chỉ zin của nó các bạn nhé. Của nó là keo chỉ là zin theo xe, zin theo xe luôn, là keo chỉ zin. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần kính điện của xe. Kính điện zin này, đây là phần kính điện này. Và chúng ta quan sát phần chỉnh gương này, chỉnh gương của xe này. Đấy, chỉnh của nó rất ổn định này, rất ổn định. Và xin mời các bạn quan sát bên phụ này. Đấy, một chiếc xe rất tuyệt vời. Bản vô lăng túi khí các bạn nhé, bản có túi khí này, bản có túi khí. Đấy là phần túi khí, củ số áo số zin. Đấy là phần. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đây là phần bên sơn của xe. Bên trong tem của nó tem còn zin các bạn nhé, tem nguyên. Và phần sơn bên trong của nó là sơn zin các bạn này. Đấy, lòng trong của nó sơn zin. Một chiếc xe rất đẹp luôn. Và các bạn nhìn cái cần ga và phanh côn của nó là còn nguyên. Xe còn rất đẹp và cứng cáp này. Đấy. Về phần kèo cột thì các bạn quan sát này. Kèo cột này, kèo cột của nó này. Đấy, còn gì cam kết với quý vị và các bạn, một chiếc xe nó còn zin các bạn nhé. Dòng này đi thì tuyệt vời luôn, máy 1 chấm, ăn rất tiết kiệm nhiên liệu, máy đang lổ các bạn thì thầm luôn, mà đi nó rất khỏe, dòng này đi rất sướng gầm. Đặc biệt cái dòng xe nhập của cái phiên bản 204 cho đến 207 này, không hiểu tại sao những cái gầm mà đi rất sướng các bạn ạ, với hay là cái lớp chống ồn của nó tốt, và cái gầm nó đi nó phình phịch, nó không bị rung nắc và nó đi nó không kêu mạnh như cái dòng xe trong nước. Dòng xe trong nước kêu thì đặc thù là cứ cục cục kiểu như là sắt va và sắt ấy các bạn ạ. Như dòng đặc thù, dòng xe nhập này mình đi nhiều rồi, mình rất thích những cái dòng xe nhập đời như này, đi nó rất sướng luôn. Nếu bạn nào đã từng đi rồi thì mình nói sẽ nó sẽ là chuẩn, chứ không phải mình tông nó lên các bạn nhé. Bạn nào đã từng đi rồi thì cảm nhận được, và nó là thực tế luôn. Và xin mời các bạn quan sát đến cột kèo một chút đằng sau này. Đây, phần cột kèo của nó đằng sau này. Đây, mình đã giới thiệu sơ lược về cột kèo. Vâng, xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần cốp của xe, rồi chúng ta sẽ quan sát đến phần bên phụ của xe. Đây, phần cốp của xe, cốp zin các bạn nhé, cốp zin luôn, rất đẹp này. Gạt có gạt mưa sau đầy đủ, cái đèn này vẫn sáng các bạn này, đèn này vẫn sáng như nó dính sơn. Đây các bạn quan sát này, phần cốp của nó này,
Cốp sau là cốp đẹp luôn. Cốp đẹp các bạn nhé. Tuyệt vời luôn. Một chiếc xe với tầm tiền chỉ hơn 100 triệu và chúng ta sở hữu ngay một chiếc xe nhập khẩu đời cuối cùng 2007 cực cao của dòng phiên bản. Đây là một chiếc đèn, hai đèn, nó đèn zin các bạn nhé. Đèn zin này, các bạn quan sát này. Đấy, đèn zin hết này. Và các bạn quan sát này, đèn zin luôn. Đèn zin. Và đây là cái dòng của nó này các bạn này. Riêng phần này của nó zin tuyệt đối các bạn nhé. Đấy, phần đuôi sau. Đấy, mình giữ tất cả ra cho các bạn xem, không giấu giếm gì cả. Một chiếc xe đẹp thì chúng ta không phải ngại. Về phần nội thất của sau của nó rất đẹp các bạn này. Đấy, không bị trầy xước, không trầy xước chút nào cả. Đấy, xin mời các bạn quan sát đây. Cốp của nó này, phần nỉ của nó đẹp không? Quá đẹp luôn cái lỉ cốp này. Ở đây các bạn quan sát này. Đấy, còn có cả sách hướng dẫn sử dụng, rồi là đi đám cưới tay mở đầy đủ hết. Xe đầu kẹo, cái kéo của nó là khi kéo bấm vào sốc này. Ui, cái sàn này rất đẹp các bạn này. Sàn của nó rất đẹp này. Sơn zin của nó này, lòng sơn này các bạn nhé. Còn zin đấy là người ta chống ồn ở trên các bạn nhé. Đấy, lốp dự phòng theo xe, vẫn còn nguyên lốp dự phòng theo xe cơ. Đấy, rất tuyệt vời, một chiếc xe người ta giữ gìn được như thế này. Rất giữ gìn các bạn ạ. 207, 207 rất giữ gìn. Bạn nào mua chiếc này thì tuyệt vời luôn. Đây các bạn quan sát phần lỉ này. Chúng tôi bao rút hồ sơ là 139 triệu các bạn nhé. 139 triệu bao rút hồ sơ cho quý vị và các bạn. Vâng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta quan sát đến phần bên phụ của xe. Đây phần bên phụ của xe, trước hết mình giới thiệu sơ lược về bên ngoài. Sơn của nó rất đẹp, không trầy xước, chỉ có một tí ba đợt sốc trước các bạn nhé. Các bạn mua thì mình sẽ tỉa cho thợ tỉa phần sơn nó bị xước. Đấy, nó xước chứ không phải nó va đâm các bạn nhé. Người ta đi trong dịp Tết, người ta đi mừng tuổi rồi đi chúc Tết, nó xước sát một chút thì chúng ta mình mua lại được, mình mới về. Trong dịp đầu năm này xe vẫn khó mua lắm các bạn nhé, vì khách hàng bán xe là rất ít, người ta còn đi lễ hội, đi du xuân. Đấy các bạn quan sát này, lòng xe của xe nó là lòng zin các bạn nhé, lòng zin tuyệt đối luôn. Bản nề vòi voi của nó này, bản nề vòi voi của nó tuyệt vời đẹp. Và mình giới thiệu cho các bạn biết một chút về phần keo cột của nó này. Keo cột của nó, keo cột zin này. Đấy, keo cột zin. Về nội thất của xe, thời gian không cho phép mình giới thiệu cho các bạn sơ lược này. Phần nội thất của nó xe này, ghế này, ghế rất đẹp này. Và trần của nó là trần nỉ theo xe. Trần nỉ theo xe rất đẹp các bạn nhé. Đó là một trần nỉ theo xe, một chiếc xe tư nhân giữ được đến bây giờ, rất tuyệt vời luôn. Bản vô lăng túi khí, vô lăng túi khí tuyệt vời. Đầu chạy USB. Và các bạn quan sát này, nội thất này, cái này tắp lô của nó rất đẹp này các bạn nhé. Được chủ nhân có cả giá để trên. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Máy các bạn nhé, đến phần máy của xe. Nội thất rất tuyệt vời. Dòng này là dòng bản đủ, nó có chỉnh gương, chỉnh điện và xây ghế các bạn nhé. Có chức năng xây ghế, đàm thoại rảnh tay, nó đủ hết. Đây là phiên bản đủ của dòng SX số sàn. Xin mời các bạn quan sát đến phần cabo của xe. Cabo của nó là cabo zin các bạn nhé. Cabo zin tuyệt đối luôn. Một chiếc xe hiếm gặp còn được như này, đời 2007 các bạn nhé. Số sàn 207 rất đẹp. Các bạn quan sát này, máng nước này của nó, và máng nước dạng đầu của nó rất còn nguyên zin luôn. Đèn của nó là đèn zin theo xe các bạn ạ. Đèn zin theo xe. Các bạn xem phần đầu này, đầu nó đầu nguyên. Đấy, sassi của nó rất đẹp này các bạn này. Các sassi của nó đẹp này, rất đẹp này. Máy tuyệt vời luôn. Máy các bạn này, máy tuyệt vời thì thầm các bạn nhé. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát máy này. Máy lổ rất êm. Phần giằng đầu của nó này, mọi cái còn nguyên các bạn nhé, không bị va đâm không chút nào cả. Đây là phần giằng đầu này. Máy tuyệt vời luôn. Máy lổ thì thầm các bạn nhé. Máy rất êm. Máy nguyên này. Các bạn quan sát này, sơn của nó phần chân máy này, sơn ở chân máy của nó vẫn còn nguyên này. Con xe này chưa hạ máy các bạn nhé. Và các bạn quan sát phần máy này, không có hơi thừa các bạn nhé. Xe không hơi thừa, máy lổ rất êm và ngon.
Đấy, rất tuyệt vời. Một chiếc xe hoàn hảo để cho quý vị và các bạn du xuân. Và các bạn sở hữu một chiếc xe này như một chiếc SH150 thôi các bạn nhé, không sở hữu gì bằng trong dịch đại dịch đang dịch cúm như này và chúng ta đang hứng chịu, thì có một chiếc xe này để chuyên chở gia đình đi lại và chúng ta đi làm việc bằng chiếc xe ô tô này thì tuyệt vời các bạn nhé, thì không bị tránh những rủi ro và những bệnh dịch ở nơi chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đó là mình giới thiệu về con Kia Morning bản SLX số sàn máy 1 chấm sản xuất năm 2007 và cũng lắp ráp cũng nhập khẩu năm 2007 tại thị trường Việt Nam. Vâng, một lần nữa kênh ô tô cũ Mê Linh xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.